Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em những bài giảng sau đây của Đức Thánh Cha Francisco. Chúa chuẩn bị chúng ta để thực hiện tốt sứ vụ của mình. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: ai phải trả giá cho tham nhũng? Buổi triệu ý chung thứ tư ngày 18 tháng 6. Sỉ nhục có thể làm chết người. Buổi đọc kinh truyền tình trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 6. Cuối cùng là câu chuyện về đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành tại Roma. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plena supera gratia, quae tu creasti. Chúa chuẩn bị chúng ta để thực hiện tốt sứ vụ của mình. Khi Chúa muốn trao cho chúng ta một sứ vụ, Ngài chuẩn bị để chúng ta đón nhận và thực hiện tốt điều đó. Sự đáp lại của chúng ta với Chúa cần phải dựa vào lời cầu nguyện và lòng trung thành. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ Sáu 13 tháng 6 tại nguyện đường Santa Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha dùng câu chuyện của ngôn sứ Elia được mô tả trong sách Các Vua quyển thứ nhất như là một kinh nghiệm điển hình của người tín hữu. Đoạn văn phụng vụ nổi tiếng này miêu tả việc Elia đến núi Khô-rét, là núi của Thiên Chúa. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Ông nhận được lệnh của Chúa là ra khỏi hang vì Thiên Chúa đang đi qua. Khi Chúa đi qua, xuất hiện một cơn gió mạnh, một trận động đất và một ngọn lửa. Nhưng Chúa đã không hiện diện trong bất kỳ biến động nào. Cuối cùng là một làn gió nhẹ. Ông Elia đã nhận ra Chúa đi qua trong đó. Thiên Chúa không ở trong gió bão, trận động đất, hỏa hoạn, nhưng trong tiếng thì thầm của một làn gió nhẹ, dấu hiệu diễn tả sự hòa bình. Có một bản văn thật đẹp mô tả về chủ đề Thiên Chúa là sự tĩnh lặng. Làm thế nào Elia biện phân được những mặc khải kinh thiên đó về sự hiện diện Thiên Chúa? Vì Chúa đã chuẩn bị cho ông ơn biện phân sáng suốt, và sau đó Chúa trao cho ông sứ vụ. Sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó cho Elia là sức dầu cho vị vua mới của Israel và kêu gọi một vị ngôn sứ khác tiếp nối sứ vụ của chính ông. Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị trái tim, và Ngài chuẩn bị điều này bằng một cuộc thanh luyện, bằng sự vâng phục trong sự kiên trì. Khi Chúa trao cho chúng ta một sứ vụ hay một nhiệm vụ, Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Ngài chuẩn bị để chúng ta thực hiện điều đó cách tốt nhất như Ngài đã chuẩn bị cho ông Elia. Điều quan trọng nhất trong câu chuyện này không phải là ông Elia đã gặp được Chúa. Không phải vậy đâu. Điều quan trọng nhất trong toàn bộ hành trình của Elia và bài học cho chúng ta là việc đón nhận sứ vụ do Chúa ủy thác. Có một sự khác biệt giữa sứ vụ tông đồ mà Chúa ủy thác riêng cho các mục tử và một nhiệm vụ chung dành cho chúng ta. Và anh chị em hoàn thành nhiệm vụ này làm với tất cả trách nhiệm của một người trung thực, công chính. Khi Chúa trao cho chúng ta một sứ vụ, Ngài luôn luôn dẫn chúng ta vào một tiến trình của sự thanh lọc, sự biện phân, sự vâng phục và cầu nguyện. Trung thành với tiến trình này là để cho Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta. Trong trường hợp của Elia, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, ông đã vượt qua nỗi sợ đối với nữ hoàng Jezebel, người luôn tìm cách truy sát ông. Bà là một nữ hoàng độc ác, đã thanh trừng tất cả các kẻ thù của mình, và vị ngôn sứ đã sợ hãi. Nhưng Chúa mạnh mẽ hơn. Ngài làm cho vị ngôn sứ hiểu rằng điều cần thiết là cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng đã chuẩn bị cho ông trong sứ vụ. Chúng ta thấy điều này nơi cuộc đời của ông. Ông lên đường, tuân theo lệnh Chúa, gặp đau khổ, biện phân, cầu nguyện. Và sau cùng, ông đã thấy Chúa. Xin Chúa ban ân sủng của Ngài để chính chúng ta cũng chuẩn bị mỗi ngày một cách thức sống. Nhờ đó, chúng ta có thể làm chứng cho ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
Thánh Cha đặt câu hỏi, ai phải trả giá cho tham nhũng? Người nghèo là những người phải trả giá cho những thiệt hại gây ra bởi sự băng hoại của những kẻ quyền thế, là những kẻ khao khát tước đoạt từ người nghèo những thứ họ cần và những quyền lẽ ra họ đáng được hưởng. Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư của mình dựa trên bài đọc trong ngày, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất. Ông Navot người Kitraen có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Akhab. Nhà vua muốn ông nhường lại vườn nho cho mình, nhưng ông Navot thưa với vua Akhab, xin Chúa đừng để tôi phải nhường gia sản tổ tiên tôi cho ngài. Vua Akhab trở về nhà, buồn rầu và bực bội vì lời ông Navot. Bấy giờ hoàng hậu Isabel nhân danh vua Akhab viết thơ, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành. Trong thơ bà viết rằng, hãy công bố một thời kỳ trai tịnh và đặt Navot ngồi ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó, để chúng tố cáo nó. Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Sau đó, hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết. Ông Navot bị giết vì lòng tham lam của vua. Đó là một câu chuyện rất buồn, dù nó xưa như trái đất. Đức Thánh Cha Francisco nói, câu chuyện này liên tục lặp đi lặp lại trong hàng ngũ của kẻ có quyền có thế, trên mọi phương diện vật chất, chính trị hay tâm linh. Đọc báo chúng ta thấy nhiều lần lại một chính trị gia đột nhiên giàu có như bởi ma thuật đã bị đưa vào tòa án. Còn ông thương gia kia đột nhiên giàu lên như có phép màu đã bị bắt giam về tội bóc lột công nhân của mình. Chúng ta cũng nghe quá nhiều những chuyện về các vị giám chức đã trở nên giàu có và lơ là công việc mục vụ của mình để chăm sóc cho quyền lực bản thân. Nói tắt một lời, các chính trị gia tham nhũng, các thương gia tham nhũng và các giáo sĩ tham nhũng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Và chúng ta phải nói thật, tham nhũng là một tội lỗi làm cho những người có quyền trong mọi lĩnh vực, cho dù là chính trị, kinh tế hay giáo hội, đều sẵn sàng phạm hơn hẳn người khác. Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ để tham nhũng. Nó là một tội lỗi tiện dụng, nhưng một người có thẩm quyền thì cám dỗ để phạm tội lỗi này mạnh hơn, vì khi có quyền trong tay, người ta cảm thấy mình gần giống như Chúa vậy. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, người ta tham nhũng khi đặt ưu tiên đời mình nơi sự giàu có, tiền bạc, sức mạnh, phù hoa, niềm tự hào, và sau đó mọi thứ đều trở thành có thể, thậm chí là giết người. Đức Thánh Cha tiếp tục với câu hỏi, ai là người phải trả giá cho tham nhũng? Và câu trả lời là trên thực tế, người nghèo phải trả giá. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta nói về trường hợp tham nhũng trong chính trị hay kinh tế, những người phải trả giá cho tham nhũng của họ là ai? Bệnh viện không có thuốc, các bệnh nhân không được chăm sóc, trẻ em không được giáo dục, họ là những ông Navot hiện tại, những người phải trả giá cho sự tham nhũng của những người quyền thế. Và những ai phải trả giá cho sự tham nhũng của một vị giám chức, thế hệ trẻ phải trả giá, đó là những người không biết làm dấu thánh giá, không biết đến với giáo lý, không được chăm sóc phục vụ, những người bệnh không được đến thăm, những chủ nhân không được đón nhận của an tâm linh, người nghèo phải trả giá. Tham nhũng được thanh toán bởi người nghèo, nghèo về vật chất và tinh thần. Cách duy nhất để thoát khỏi tham nhũng và cách duy nhất để vượt qua sự cám dỗ để phạm tội tham nhũng là sự phục vụ. Bởi vì trong phục vụ, người ta xác định đúng ưu tiên của đời mình. Hôm nay, chúng ta dâng lễ cho họ là đông đảo những người đang phải trả giá cho những tham nhũng, đang phải gánh chịu chi phí của tham nhũng, những vị tử đạo vì sự tham nhũng trong chính trị, kinh tế và xã hội. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Chúa đưa chúng ta gần gũi hơn với họ. Chắc chắn, Ngài đã rất gần gũi với ông Navot trong thời điểm ông bị ném đá cho đến chết, như người đã gần gũi Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Xin Chúa gần gũi và ban sức mạnh cho những ai đang phải mang vác trên vai gánh nặng của tham nhũng, để họ có thể tiến về phía trước với chứng tá của họ.
Buổi trị ước chung hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 6. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong buổi trị ước chung hôm thứ Tư, ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài mới về giáo hội. Ngài cũng đặc biệt đề cập đến các cộng đoàn công giáo tại Iraq là những cộng đoàn có từ thời các thánh tông đồ. Nhưng giờ đây, theo lời Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Mosul, đã phải bỏ lại cơ ngơi gồm 300 nhà thờ để lánh nạn trước làn sóng khủng bố của người Hồi giáo trong những ngày vừa qua. Anh chị em thân mến, hôm nay bắt đầu một chu kỳ mới, các bài giáo lý dành cho giáo hội. Giáo hội không chỉ đơn giản là một tổ chức, nhưng là một người mẹ, một gia đình, một mầu nhiệm nhằm ôm ấp toàn thể nhân loại. Được Chúa Giêsu Kitô thành lập, giáo hội bắt nguồn từ Cựu Ước, nơi Thiên Chúa đã gọi Abraham lên đường với gia đình mình đến một vùng đất mới và hứa sẽ làm cho ông trở nên tổ phụ của đông đảo nhân loại, những người từ hết thảy các dân tộc được Chúa chúc phúc. Điều đáng nói đó chính là Thiên Chúa, là đấng đã đi bước đầu tiên. Ngài đã chọn Abraham và tất cả những người nhà ông để theo Ngài trong đức tin. Con đường do Thiên Chúa vạch ra không phải lúc nào cũng rõ ràng, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng đôi khi có những chướng ngại, trong đó phải kể đến những cám dỗ, những tội lỗi và sự bất trung của dân Ngài. Lịch sử của dân Thiên Chúa, tức là giáo hội, là một lịch sử của lòng trung tín tuyệt đối của Thiên Chúa. Lòng thương xót và tình yêu vô biên của Ngài chỉ có sự trợ giúp không bao giờ mệt mỏi của Chúa. Chúng ta mới có thể vượt qua tội lỗi mình và kiên trì đi theo con đường Chúa đã chỉ ra cho chúng ta nơi Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ giáo hội trên hành trình đức tin trong cuộc lữ hành trần thế, để hướng dẫn giáo hội về đến quê trời và ban ân sủng, để giáo hội trở nên một dấu chỉ của kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Ngài. Trong thánh lễ sáng thứ Năm 12 tháng 6 tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa dạy chúng ta ba tiêu chuẩn để thắng vượt sự xung đột, đó là hành động cụ thể, sự hàn gắn bằng việc thỏa thuận ôn hòa và tinh thần huynh đệ bắt nguồn từ địa vị làm con. Làm thế nào chúng ta có thể yêu thương nhau theo lời Chúa Giêsu dạy? Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương người thân cận của mình, nhưng không phải như cách của người Pha-ri-siêu. Chúa Giêsu đưa ra chúng ta ba tiêu chuẩn. Trước hết là có hành động cụ thể, một hành động có tính lành mạnh. Nếu trong anh chị em có điều gì đó phiền lòng nhau và anh chị em không thể làm hòa, thì hãy tìm một giải pháp, ít ra là cùng với người mình không ưa giải quyết ổn thỏa với nhau khi đang còn đi trên đường. Việc này không phải là chuyện của ý tưởng, nhưng là một hành động cụ thể, một thỏa thuận với nhau để giải quyết xung đột. Sỉ nhục có thể làm chết người. Chúa Giêsu cũng nói điều này. Khả năng thực hiện sự thỏa thuận giữa chính chúng ta vượt hơn sự thánh thiện của người Pha-ri-siêu, những vị thầy của lề luật. Chúng ta phải đối mặt với nhiều tình huống khó khăn trong cuộc sống, và trong khi chúng ta còn trên đường đi, chúng ta đưa ra một thỏa thuận, và theo cách này, chúng ta chấm dứt sự ganh ghét và xung đột với nhau. Nói xấu một người nào đó là giết chết họ. Nói xấu nhau là đầu mối của sự hận thù. Giết một ai đó không cần gươm dao thì theo cách này, với tin đồn, với lời vu khống, sự phỉ báng. Nên nhớ, Chúa cảnh báo chúng ta rằng, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Người ta không thể cầu nguyện với Thiên Chúa nếu người ta không nói chuyện được với nhau. Và điều này vượt lên trên thái độ thánh thiện so với các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Ba tiêu chuẩn này không dễ dàng, phải không anh chị em? Nhưng đó là cách thức mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống. Chúng ta hãy xin Ngài ban ơn để có thể đến với anh chị em để xây dựng hòa bình bằng việc thỏa thuận ôn hòa và luôn luôn bằng việc hàn gắn và trong tinh thần huynh đệ bắt nguồn từ địa vị làm con.
Đức Thánh Cha nói, ơn gọi của Kitô hữu là phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa. Ơn gọi của Kitô hữu là phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa. Một người yêu thương tha nhân, vì chính niềm vui yêu thương, phản ánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Một gia đình trong đó người ta yêu thương nhau và trợ giúp nhau là phản ánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Một giáo xứ trong đó tín hữu yêu nhau và chia sẻ các của cải tinh thần và vật chất cho nhau là một phản ánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 6, lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi rất thánh. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng đã mời gọi mọi người hiệp ý với Ngài, cầu nguyện cho dân nước Iraq được hưởng an ninh, hòa bình và hòa giải. Ngài cũng loan báo sẽ viếng thăm mục vụ Albania ngày 21 tháng 9 tới đây. Ngài nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng Chúa Ba Ngôi rất thánh. Ngày lễ giới thiệu cho sự chiêm niệm và thờ lạy của chúng ta, cuộc sống của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Một cuộc sống của sự hiệp thông sâu xa và của tình yêu hoàn hảo, là nguồn gốc và mục đích của toàn vũ trụ và của mọi loài thụ tạo. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng nhận ra mô thức của giáo hội, trong đó chúng ta được mời gọi yêu thương nhau, như Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Tình yêu là dấu chỉ cụ thể biểu lộ niềm tin nơi Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tình yêu là dấu chỉ phân biệt của Kitô hữu, như Chúa Giê-xu đã nói. Từ dấu này mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Gioan đoạn 13 câu 35. Thật là một mâu thuẫn nghĩ rằng các Kitô hữu thù ghét nhau. Đó là một mâu thuẫn, và ma quỷ luôn luôn tìm điều đó. Nó làm cho chúng ta thù ghét nhau, bởi vì nó luôn luôn gieo cỏ lùng của sự thù hận. Nó không biết đến tình yêu, vì tình yêu là Thiên Chúa. Chúng ta tất cả được mời gọi làm chứng và loan báo sứ điệp Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa không xa cách hay vô cảm đối với các biến cố của con người. Ngài ở gần chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, đồng hành với chúng ta để chia sẻ các vui buồn cũng như các khổ đau, hy vọng và mệt nhọc của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta tới độ đã nhập thể và đến trong thế giới, không phải để xét xử thế giới, nhưng để thế giới được cứu thoát nhờ Chúa Giê-xu. Gioan đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Đó là tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu. Tình yêu này khó hiểu, nhưng chúng ta cảm thấy khi chúng ta tới gần Chúa Giê-xu. Người luôn luôn tha thứ cho chúng ta, người luôn luôn chờ đợi chúng ta, người yêu thương chúng ta biết bao, và tình yêu của Chúa Giê-xu mà chúng ta cảm thấy là tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Giê-xu phục sinh, thông truyền cho chúng ta cuộc sống thiên linh, và như thế làm cho chúng ta bước vào trong sự năng động của Thiên Chúa Ba Ngôi, là một sự năng động của tình yêu, của sự hiệp thông, của việc phục vụ nhau và chia sẻ. Rồi Đức Thánh Cha cụ thể hóa kiểu sống này như sau. Một người yêu thương tha nhân vì chính niềm vui yêu thương, phản ánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Một gia đình trong đó người ta yêu thương nhau và trợ giúp nhau là phản ánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Một giáo xứ trong đó tín hữu yêu nhau và chia sẻ các của cải tinh thần vật chất cho nhau là một phản ánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu đích thật không giới hạn, nhưng biết tự giới hạn để ra đi gặp gỡ người khác, để tôn trọng sự tự do của người khác. Chúng ta đi lễ mọi ngày Chủ nhật, và chúng ta cử hành bí tích thánh thể với nhau, và bí tích thánh thể giống như bụi gai cháy, trong đó Thiên Chúa Ba Ngôi ở, và thông truyền chính mình. Vì thế, giáo hội đã để lễ kính mình máu Thánh Chúa sau lễ Chúa Ba Ngôi. Ngày thứ năm tới đây, theo truyền thống tại Roma, chúng ta sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Gioan Laterano, rồi đi rước kiệu mình Thánh Chúa. Tôi mời gọi tất cả mọi tín hữu Roma và các khách hành hương tham dự để bày tỏ ước muốn của chúng ta là một dân, được quy tụ trong sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôi chờ đợi anh chị em tất cả ngày thứ năm lúc 19 giờ cho thánh lễ và buổi rước kiệu mình Thánh Chúa.
Xin Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi, giúp chúng ta biến toàn cuộc đời mình, cả trong các cử chỉ bé nhỏ và các lựa chọn quan trọng nhất, trở thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa là tình yêu. Đền Thánh Phaolô ngoại thành. Đền Thánh Phaolô gọi là ngoại thành vì tọa lạc bên ngoài tường thành do hoàng đế Aureliano xây cất vào năm 271 để bảo vệ thành Roma chống lại các cuộc tấn công của các thế lực ngoại bang. Đây là một trong tứ đại vương cung thánh đường của Roma và là một kiệt tác kiến trúc đáng chiêm ngưỡng. Chính hoàng đế Constantino đã khởi công xây dựng một thánh đường trên mộ Thánh Phaolô và được thánh hiến ngày 18 tháng 11 năm 324 dưới thời Đức Giáo Hoàng Silvestro thứ nhất. Kích thước của thánh đường nguyên thủy này tương đối nhỏ bé. Thánh đường to lớn hơn được xây cất tại nơi đó vào năm 386, tức là nửa thế kỷ sau khi hoàng đế Constantino qua đời. Công trình bắt đầu vào năm 390 và được hoàn thành dưới thời hoàng đế Honorio vào năm 395. Thánh đường có 5 gian, có 4 hàng cột phân ra, gồm 80 cột bằng cẩm thạch. Đó là thánh đường lớn nhất của Kitô giáo trước đền thờ Thánh Phêrô được kiến thiết. Suốt trong 15 thế kỷ, vương cung thánh đường này không ngừng được săn sóc cẩn thận. Chẳng hạn, vào giữa thế kỷ thứ 5, Thánh Giáo Hoàng Leo Cả cho khởi sự một loạt các cuộc tu bổ và trang điểm đền thờ. Thời Phục Hưng, đền Thánh Phaolô vẫn được để nguyên, nhưng ngày 15 và ngày 16 tháng 7 năm 1823, do sự bất cẩn của một người thợ, đền thờ bị hỏa hoạn và thiêu rụi hoàn toàn. Hai kiến trúc sư Bosio và Belli khuyên nên hãy xây lại hoàn toàn mới đền thờ, họa lại mô hình của đền thờ cũ. Giới văn hóa chính trị ủng hộ Đức Leo thứ 12 để ngài khởi công xây cất lại vào ngày 25 tháng 1 năm 1825. Thánh đường mới được khánh thành vào năm 1854, nhưng trong thực tế, công trình tái thiết kéo dài 100 năm và chỉ vào năm 1928, với việc xây cất 4 cổng, 100 cột bởi kiến trúc sư Guglielmo Calderini, đền thờ mới được hoàn thành như ta thấy hiện nay. Khuôn viên bên ngoài nhà thờ có 150 cột, tất cả đều là một khối duy nhất. Cửa đồng của nhà thờ là một kiệt tác của nghệ thuật Byzantine do Giovanni thứ 6 đặt làm ở Constantinople. Đền thờ dài 136m, rộng 65m và cao 29m7. Thánh đường có 5 gian, được chia bằng 24 cột, có chân dung của 266 vị giáo hoàng, từ Thánh Phêrô cho đến Đức Giáo Hoàng Francisco Đường Kim, nhắc nhớ sự liên tục của huấn quyền giáo hoàng. Bức tranh khảm ở hậu cung đền thờ do các nghệ sĩ miền Venezia hồi thế kỷ thứ 13 thực hiện, diễn tả Chúa Kitô đang ngồi trên một ngai giữa Thánh Phêrô và Andre ở bên phải và Thánh Phaolô và Luca ở bên trái. Ở dưới chân ngài, ta thấy có hình nhỏ Đức Giáo Hoàng Honorio thứ 3 đang quỳ cùng với vị tiền nhiệm Innocenzo thứ 3 và người kế vị Gregorio thứ 9 là những vị cho thực hiện bức tranh khảm ấy. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã long trọng khánh thành đền Thánh Phaolô ngoại thành năm 1854. Trước sự hiện diện của 185 giám mục đến Roma để dự lễ tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Dưới bàn thờ chính hiện nay có một tấm đá bằng cẩm thạch ghi hàng chữ Paolo Apostolo Mart, nghĩa là dân kính tông đồ Paolo tử đạo. Đây chính là mộ của Thánh Paolo tông đồ. Bên trên bàn thờ chính là một cái tán do nghệ sĩ Arnolfo Di Cambio ở Roma thực hiện vào năm 1282. Cái tán này chỉ bị hư hại nhẹ trong trận hỏa hoạn vào năm 1823 và được trùng tu sau đó. Tại bốn góc của cái tán có tượng của bốn thánh Phêrô, Phaolô, Luca và Biển Đức. Bên cạnh sự uy nghi tráng lệ, đền thờ vĩ đại này còn có nhiều nhà nguyện, các phòng trưng bày rất đáng để chiêm ngưỡng. Trước hết phải kể đến là nhà nguyện thánh tích, nơi lưu giữ rất nhiều thánh tích. Nổi bật nhất trong số đó là gỗ thánh giá Chúa Giê-xu
và khăn mạng của Đức Mẹ Maria. Kế đến là phòng triển lãm tranh của các danh họa từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 19. Rồi tới phòng sưu tập nghệ thuật điêu khắc đá hết sức công phu. Và cuối cùng không thể không xem đến khu vực khảo cổ, giới thiệu khái quát nét cổ kính, ngược thời gian đến tận những thế kỷ đầu. Tưởng cũng nên nói thêm cho quý vị biết hai điều rất thú vị của vườn cùng thánh đường Phaolô ngoại thành. Thứ nhất là cánh cửa Phaolô, hay còn gọi là cửa thánh. Cánh cửa này đặc biệt cùng hiến cho vị tông đồ dân ngoại. Để có thể tiến vào ngôi mộ thánh Phaolô, mọi khách hành hương phải đi qua cửa này. Trên cánh cửa này là các họa tiết trang trí tuyệt đẹp kể về các sự kiện chính yếu của hành trình truyền giáo Phaolô, do nhà điêu khắc lừng danh Veroy thực hiện. Và điểm thứ hai, dù rất nhỏ bé nhưng không hề kém ý nghĩa, là ngọn lửa Phaolô. Ngay trước tiền đường, trước khi vào các cửa chính, người ta dễ dàng nhìn thấy một ngọn lửa lúc nào cũng tỏa sáng. Đó là ngọn lửa Phaolô. Theo truyền thống, mỗi khách hành hương liên kết với nhau từ ánh sáng phát ra nơi thánh Phaolô. Việc thắp sáng ngọn lửa Phaolô này liên kết chúng ta với tất cả cộng đoàn nơi thánh nhân đã đi qua. Trong thực tế, các ngọn nến tương tự cũng được thắp lên trong các giáo đoàn của thánh Phaolô. Ngọn lửa của cầu nguyện và hiệp thông này được chính Đức Thánh Cha Benedicto thắp lên vào ngày 28 tháng 6 năm 2008, nhân dịp khai mạc năm thánh Phaolô, và nó liên tục cháy sáng cho tới ngày hôm nay. Nói chung, đền thánh Phaolô ngoại thành không chỉ là tuyệt phẩm về các công trình kiến trúc nghệ thuật, một điểm du lịch độc đáo, mà còn là ký ức rất quan trọng trong lịch sử giáo hội và là một tình cảm thiêng liêng trong trái tim của các tín hữu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.